Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Busa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 15 Mỹ Kim, 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán đệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ sau Cà Phê Sáng giờ đến Thời Sự Thế Giới livestream trên Facebook và YouTube. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị rất nhiều, và ngày hôm nay thời tiết còn được mát lạnh nữa hay không Thảo Yên? Vâng thưa quý vị và thưa anh, vẫn còn mát mát được cho đến ngày mai, rồi sau đó là chúng ta sẽ bị một cái đợt gió Santa Wind nó thổi thưa quý vị. Thì hôm nay với ngày mai đó, nhiệt độ vẫn còn được là khoảng 70 cho đến 72 độ ở Westminster với Garden Grove, nhưng mà qua đến từ thứ năm kéo dài luôn cho đến chủ nhật đó thưa quý vị, thì nhiệt độ tăng trung bình là vào khoảng 83 cho đến gần 87 độ. Trời gió thổi mạnh nhưng mà gió nóng và trời khá là khô. Để rồi sau chủ nhật đó thì cái nhiệt độ nó mới xuống trở lại cái mức bình thường là 70 mấy độ thôi quý vị. Trong đó tình hình tài chính, giới đầu tư nói rằng sáng hôm nay họ cố gắng xem coi có những cổ phiếu hoặc là các công ty nào sẽ vượt qua khỏi cái thời gian suy thoái khó khăn hiện nay. Nhưng mà rồi sáng nay họ nói có một cái sự nỗ lực của giới đầu tư khi mà mở cửa, giới đầu tư nhảy vào để tìm kiếm xem có cái gì mua bán được hay không. Có một số các công ty và định chế tài chính họ nhảy vào bởi vì họ giữ cái số tiền mặt nhiều quá, sau khi đã bán tháo rồi thì bây giờ mỗi một ngày họ phải trao đổi thì họ tìm một số để mua. Thì mới đầu thì có một số mua, các thị trường đều mua hết, S&P 500, Nasdaq và Dow Jones. Tất cả các lĩnh vực đều có người vào mua bán hàng ngày. Nhưng mà bởi vì trong mấy, họ nói ít nhất mấy ngày qua, từ hôm thứ năm thứ sáu vừa rồi cho đến ngày hôm qua luôn nữa, thị trường rất thê thảm luôn. Thì ít nhất rớt cả ngàn điểm như thế, cũng có một số những cái công ty được mua trở lại. Nhưng mà rồi khi mà nhảy vào mua, mua xong rồi lại bán ra. Cho nên lúc mà mua vào thì thị trường nó lên được chút xíu, cũng được 40-50 điểm màu xanh. Sáng nay lúc mở cửa thì màu xanh hết. Giờ đây chúng tôi nhìn lại mới nhất, con số mới nhất thì màu đỏ hết. Dow Jones lên được 40, bây giờ mất đi hết, bây giờ bắt đầu lại xuống 70. Xem ra các nhà phân tích đó, họ tiếp tục tìm kiếm những cái nguồn tin để xem coi trong một tương lai gần đó, có những cái điều gì nó tốt hơn hay không. Bởi vì cái mối lo hiện nay đó là Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục tăng phân lời. Cho nên phải qua tháng 6, tháng 7 thưa quý vị, chắc phải chờ đến Thanksgiving á. Với điều kiện là người du lịch, người dân vẫn tiếp tục tiêu thụ, thì thực sự ngay bây giờ đó, các con số đều cho thấy người dân vẫn tiếp tục tiêu thụ, đặc biệt là du lịch. Cho nên họ nói trong cái khu vực du lịch giải trí từ bây giờ đến Thanksgiving luôn, thì cái số người đi xa đi chơi vẫn còn đông. Nhưng mà hoạt động của các công ty thì sao? Thì đó là mối quan tâm. Và khi mà quan tâm mà không thấy có lối thoát tốt đẹp đó, thì họ phải bán tháo thôi. Dow Jones xuống 73, Nasdaq xuống 25, S&P 500 xuống gần 10 điểm. Thị trường châu Âu hơi vực dậy trở lại một chút xíu. Bởi vì bây giờ họ nói rằng dứt khoát rồi, sẽ không mua dầu của Nga và dứt khoát chịu đựng cái tình trạng lạm phát chung trên toàn cầu. Nhưng mà riêng với Nhật Bản tiếp tục rơi, thì rớt xuống thêm 152. Bởi vì Nhật xuất cạn hàng rất nhiều sang Mỹ, mà Mỹ là đang bị ảnh hưởng như thế này thì chắc chắn Nhật cũng bị ảnh hưởng. Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng luôn. Hồng Kông rớt 368 điểm, ngoại trừ Thượng Hải lên được 31 điểm.
Còn trái phiếu 10 năm hôm nay thì lại giảm còn 2,96% thôi. Dầu xuống được 1.05 đồng, giá dầu cũng là mối quan tâm hàng đầu bởi vì dầu vẫn còn cao. Dầu mà cao thì điều đó có nghĩa là giá cả bán sỉ, bán lẻ tiếp tục tăng 102.77 đồng. Vàng xuống 9.03 đồng còn 1849.30 đồng. Vâng thưa quý vị, và hôm qua thì có khán giả nhắn tin hỏi về cái chuyện đó là nghe nói là ông thống đốc Gavin Newsom muốn trả cung cấp nói chung là cho mỗi gia đình ở tại California một cái số tiền khoảng minimum là 400 hoặc là 800 maximum cho cái chuyện mà trợ giúp cho trả tiền xăng đó, tiền đổ xăng. Thì khán giả hỏi là tại sao từ đó đến giờ không nghe nói, rồi chừng nào mới có tiền, dự luật đã được thông qua chưa. Thì thưa quý vị, đáng lý ra đó là với cái việc mà tiểu bang Cali thặng dư ngân sách gần 68 tỷ, thì ông Newsom đó, ông muốn là như thế này. Lúc ban đầu đó, ông muốn bỏ ra 11 tỷ để mà trợ giúp cho tiền xăng. Thì ông muốn là tất cả không có tính cái chuyện mà cái lương income của gia đình, mà cứ mỗi một chủ xe trong một nhà đó thì được 400, nhưng mà maximum cái gia đình đó chỉ được có hai cái xe là được 800 maximum mà thôi. Và ông trả bằng cách là direct payment, nghĩa là trả check, hay là nếu quý vị khai thuế mà nhận direct payment đó thì là nhận liền vào trong ngân hàng. Thế nhưng ông muốn là ông propose như vậy, nhưng mà thật sự ra các nhà lập pháp của tiểu bang thì họ lại không có muốn như vậy, họ lại muốn trả thông qua cái cách mà cơ quan của IRS, thưa quý vị, khai thuế. Đó là họ muốn dựa vào cá nhân hay là gia đình nào đó trong năm vừa rồi khai thuế mà làm dưới 125.000 thì sẽ nhận đầu tiên là được 200 Mỹ Kim, rồi sau đó mỗi một đứa con sẽ nhận được 200 đồng nữa. Thì cái cách theo cái cách thứ nhì này của các nhà lập pháp đó, thì nếu như nhà nào mà có đông con thì lại lợi hơn thưa quý vị. Nếu mà chỉ có một đứa con thì được thêm có 200 con, còn không có con thì là chỉ có duy nhất được đúng có 200 đồng. Thì cho nên với cái việc là ông thống đốc muốn như vậy nhưng mà các nhà lập pháp họ lại không chịu thông qua, họ lại muốn theo cách khác, cho nên là bây giờ dự thảo này của ông đó nó chưa có được thông qua, và đặc biệt đó là phải đến cuối tuần này thì cái dự toán về ngân sách của tiểu bang mới được ông Newsom ổng công bố, và đến cuối tháng 6 thì mới được finalize. Thì nhìn chung nếu như mà thật sự ông công bố cái ngân sách của tiểu bang và sau đó thỏa thuận được đó với lại Hạ viện của California thì sớm nhất là phải đến tháng 10 là chúng ta mới nhận được cái số tiền này, và không biết là sẽ nhận được như ban đầu ông muốn hay là sẽ nhận là 200 đầu tiên rồi sau đó mỗi đứa con là 200 đồng. Nhưng mà 200 thì có. Dạ vâng. 200 chắc chắn là có. Tháng 10 chắc chắn là có không? Chắc chắn không? Thưa quý vị, tại Ukraine, tin tức tiếp tục cập nhật, và tin tức mới nhất ghi nhận được là bên phía Ukraine vừa nói là Nga, quân đội Nga và lực lượng không quân của Nga đã bắn ít nhất là 3 hỏa tiễn loại hypersonic. Hypersonic vượt bức tường âm thanh rất nhanh, rất cao và chính xác. Hiện nay thành phố cảng Odessa, nằm cũng gần Mariupol ở phía nam, sát với bên Crimea, vào tối ngày hôm qua đã bị trúng 3 hỏa tiễn. Và bên phía giới chức quân sự của Ukraine cho biết đây là một phần trong số những cái vụ tấn công pháo kích trong thời gian qua, và nhắm vào cái target, là cái điểm nhắm đó, là thường dân, bao gồm khách sạn và shopping mall. Và cái chuyện mà quân Nga bắn, nghĩa là đầy hết tất cả các nơi, không quan tâm đến thường dân, đã bị thế giới lên án. Mặc dầu Nga cứ liên tục nói là họ không nhắm vào thường dân, nhưng mà cái chết của những hàng chục trẻ em, người lớn, rồi những người tị nạn mà không kịp chạy ra khỏi các thành phố từ Mariupol cho đến vùng phía đông, hoặc là thậm chí cả Kharkiv nữa. Đây là lần đầu tiên theo bản tin nói rằng là không phải là Nga đã sử dụng loại hỏa tiễn hypersonic mang tên là Kinzhal, mà trước đó cũng đã từng thực hiện rồi.
Điều này để cho thấy rằng bên phía Putin đang muốn đẩy nhanh tiến trình để sớm kết thúc cái việc tiến chiếm Mariupol. Mà công nhận hay thưa quý vị, bên phía lực lượng vũ trang họ chỉ còn chưa tới 1.000 quân ở Mariupol, và những người này tuyên bố họ sẽ cảm tử. Cảm tử, thà chết nhất định không đầu hàng. Mà Mariupol đánh coi như là hết 90%, tàn phá hết tất cả rồi. Vậy mà vẫn chưa chiếm được cái nhà máy sản xuất thép của Mariupol, giống như một cái thành phố lớn vậy. Và trong số này vẫn còn cả bao nhiêu trăm người dân thường đó, họ chưa di tản kịp. Và họ nhất định là ở lại với lực lượng vũ trang Ukraine. Nga thì tưởng đó là có thể chiếm được Mariupol để tuyên bố ít nhất là một phần chiến thắng trong cái bài diễn văn của ông Putin đọc hôm thứ Hai, nhân ngày kết thúc Thế chiến thứ Hai và chiến thắng Đức Quốc xã. Nhưng mà trong thông điệp này đó, chúng ta không hề nghe thấy có bất cứ gì về một cái lời ca tụng chiến thắng cả. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 15 Mỹ Kim, 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán đệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Quý vị đang theo dõi phần 2 của chương trình. Và thưa quý vị, cái cuộc truy lùng mà kéo dài suốt 10 ngày đối với bà nữ nhân viên nhà tù Vicky White và tù nhân Casey White đã chính thức kết thúc vào ngày hôm qua thưa quý vị. Với cái việc là bà này bây giờ đó thì theo như lời kể của Casey White là bà đã dùng súng tự tử khi mà bị cảnh sát và lực lượng US Marshal họ truy đuổi và tông xe của hai người này lật. Có thể là bà thấy là bà đã không có còn chạy được nữa, cho nên là tự mình quay súng bắn vào đầu của mình. Thì đó là lời kể của ông Casey White. Và đây là cái hình ảnh mà khi mà cái cuộc truy đuổi này do US Marshal đưa ra thưa quý vị, chính họ đã tông lật cái xe hai người này đang cố gắng bỏ chạy. Thì đây là cái bản đồ để mà tóm tắt sơ lược lại cái hành trình bỏ trốn trong vòng 10 ngày của hai người này. Và qua cái chuyện này mới thấy đó là phía cảnh sát họ đã bị chậm trễ tin tức gần một tuần thưa quý vị, cho nên là cái cuộc truy nã nó mới kéo dài lâu như vậy. Thì quý vị cũng nhớ là vào 9 giờ rưỡi sáng ngày 29 tháng 4 sáng thứ sáu đó là hai người này đã đi ra khỏi nhà tù bằng cái xe patrol car của nhà tù, rồi sau đó đó là đến gần 11 giờ rưỡi thì mới có được cái hình ảnh, cái đoạn băng ở cái parking lot của một cái shopping center là bà Vicky White, bà swap xe, là cả hai bỏ cái xe patrol car lại và leo lên cái chiếc Ford Edge đời 2007 màu đỏ cam đó thưa quý vị, mà bà mới mua chỉ cách đó, trước đó chưa đến một tuần. Nhưng mà đến bây giờ đó thì phía cảnh sát cũng cho biết là nếu như mà còn sống, bà sẽ còn bị truy tố cái tội là ăn cắp danh tính, bởi mà khi mà mua cái chiếc Ford màu đỏ cam này đó, bà đã dùng danh tính của người khác, nghĩa là không phải cái tên của bà để mà mua. Bây giờ cảnh sát không cho biết là bà sử dụng danh tính của ai. Thì sau khi mà cả hai leo lên cái chiếc xe này đó, họ chạy về cái hướng ở Tennessee. Tuy nhiên bây giờ đó thì mới cảnh sát họ mới biết được là chỉ 4 tiếng sau khi mà rời khỏi nhà tù, nghĩa là khoảng chừng đâu 12 giờ rưỡi, 1 giờ rưỡi trưa
cùng ngày 29 tháng 4 đó thì họ đã quăng cái chiếc xe Ford màu đỏ cam này lại, thưa quý vị, ở một cái khu vực rất là hoang vu, và khu vực đó thì cách nhà tù chỉ có 2 tiếng lái xe mà thôi, nhưng mà họ đã qua đến tiểu bang Tennessee mất rồi. Chính vì cái chiếc xe bị bỏ lại sớm như vậy đó, cho nên bây giờ thứ nhất cảnh sát không biết được là khi đó cái xe này bị trục trặc họ lái không được, hay là đây là một trong những cái kế hoạch của bả quăng quá sớm như vậy. Cho nên khi mà bị quăng như vậy đó, ở cái khu vực người dân ở cái khu vực Tennessee này đó, họ bả thấy cái xe bị quăng ở giữa đường, họ gọi báo, và cái công ty xe thô đó họ đến họ thô về và họ để ở cái thô yard, không báo cho cảnh sát, thưa quý vị, lúc đó, bởi vì họ chưa biết tin tức lúc đó là cảnh sát cũng chưa có đưa ra hình ảnh của chiếc Ford màu đỏ cam này nữa. Và mãi đến gần một tuần sau, nghĩa là 6 ngày sau, thưa quý vị, thì có thể là cái công ty thô xe đó, trong vòng 6 ngày đó họ không có xem tin tức. Cho khi mà cái ông chủ thô do ổng nhận ra, ổng gọi, thì lúc đó đã qua 6 ngày rồi, thưa quý vị. Thì lúc đó cảnh sát họ mới đến và họ lôi cái chiếc xe này về. Thì qua đến ngày 3 tây tháng 5 đó, thì như quý vị thấy là cảnh sát mới chính thức công bố cái hình ảnh ông Casey White được nhìn thấy ở một cái trạm rửa xe. Và lúc này đó thì cả hai lại lái một cái chiếc Ford pickup màu xám đen ở tại một cái thành phố gọi là Evansville, cũng vẫn ở còn ở Tennessee, thưa quý vị. Thì đi rửa xe làm chi ta? Dạ vâng. Hiểu được. Thì bây giờ cảnh sát đến ngày hôm nay họ vẫn không biết là cái chiếc xe pickup truck này đó là hai người này họ ăn trộm, hay là bà đã chuẩn bị sẵn, thì vẫn chưa biết được, thưa quý vị. Dạ vâng. Bà còn bán nhiều tiền mà, bà mua đi tới đâu mua tới đó. Dạ. Thì như quý vị thấy cái hình ảnh trên cái camera đó là do cái ông chủ cái hãng sửa cái hãng rửa xe này cung cấp cho cảnh sát. Thì cảnh sát đã truy lùng khắp ở cái thành phố nhỏ Evansville này, và họ phát hiện được cả hai ở một cái motel nhỏ. Thì cảnh sát đó là họ đã rình, họ thấy là ông này chắc sau khi rửa xe xong đó mới đi tới cái motel rước bà Vicky. Bà này mới đi ra ngoài khỏi motel, đầu đội một cái mái tóc giả màu đen, đúng y như cảnh sát họ đã dự đoán trước đó. Trước đó quý vị cũng nhớ là khi mà đưa hình ảnh truy nã, họ có đưa là bà này có thể là bà nhuộm hay là đội tóc giả màu đen, thì y hệt như vậy luôn. Nhưng mà sau đó đó thì như quý vị thấy, có lẽ là họ nghĩ là cái hình ảnh của họ, hay là họ có xem tin tức, cái hình ảnh này đã bị cảnh sát lấy được. Cho nên đến cuối cùng khi mà cả hai lại tiếp tục quăng cái chiếc pickup truck này và leo lên một cái chiếc Cadillac, thưa quý vị, lại chiếc Cadillac màu đen, rồi sau đó mới chính thức bị US Marshal rượt đuổi và họ tông sập cái chiếc Cadillac. Thì theo như bây giờ lời cảnh sát nói đó, thì lúc mà cái chiếc xe lật đó, cảnh sát bao vây tứ phía, thì Casey White mới xông ra khỏi cái xe và miệng thì la lớn lên là làm ơn cứu vợ của tôi. Bà đã dùng súng tự tử, tôi không có làm gì cả. Thì đó là cái lời cuối cùng, và bây giờ là hồ sơ của phía cảnh sát họ đưa ra như vậy. Thì cảnh sát và công tố viên họ nói rằng mặc dù ổng nói như thế, và họ xác nhận là trong cái lúc mà rượt đuổi đó, bà Vicky là người lái xe chứ không phải Casey White, nhưng mà vẫn cần phải thứ nhất là chờ giảo nghiệm tử thi và phải điều tra cặn kẽ xem có thật sự đúng là bà này bà đã tự sát ở những cái giờ phút cuối cùng hay không. Cảnh sát cho biết thêm trong nội ngày hôm nay có thể sẽ có thêm nhiều chi tiết nữa, bởi vì tin tức mới nhất Breaking News ghi nhận được là tên Casey White này nói chuyện rất là thoải mái với thám tử điều tra. Đường cùng rồi, và ông cũng biết được cái số phận của ông chắc ở trong tù luôn rồi, cho nên không có gì mà giấu giếm nữa. Cho nên trong cái nguồn tin mới nhất ghi nhận được, ông kể hết tất cả, bởi vì cảnh sát muốn biết được trong thời gian qua quan hệ giữa hắn với bà Vicky White như thế nào, và cảnh sát muốn tìm hiểu các động lực, bởi vì bà chết rồi, và cảnh sát muốn tìm hiểu thêm để kết thúc cái hồ sơ này. Bà đã chết và hắn sẽ chuẩn bị phải ra hầu tòa thêm những cái tội danh âm mưu giết người hoặc là giết người. Nguồn tin của cảnh sát cũng đã từng cho biết là hắn trong trước khi thoát khỏi nhà tù đã từng nói với bạn tù đó là nếu có một ngày mà hắn thoát ra khỏi tù, hắn sẽ tìm cách quay trở lại để tìm giết người bạn gái cũ của hắn
bởi vì đã quay sang để tố cáo về những cái hành vi tội phạm của hắn và dẫn đến cái tình trạng tù tội đến 75 năm tù. Thì trong nội ngày hôm nay hoặc là ngày mai chúng ta sẽ có thêm các chi tiết. Ở tại thành phố Philadelphia ở Pennsylvania, sáng sớm ngày hôm nay xảy ra một tai nạn khủng khiếp, thưa quý vị. Cảnh sát chỉ cho biết có người cảnh sát đi tuần tra vòng quanh trạm xe điện mang tên là SEPTA ở thành phố Allegheny, tiểu bang Pennsylvania vào sáng ngày hôm nay. Trong lúc cảnh sát đi tuần thì họ thấy một chiếc xe SUV chạy với tốc độ rất là nhanh. Cảnh sát ghi nhận được ít nhất là chiếc xe này chạy với tốc độ 100 dặm một giờ băng trên đường phố, và với cái tốc độ như vậy thì không biết được có thể là tên tài xế này một là uống rượu lái xe, hai là muốn tự tử, ba là bị một chấn động gì đó không kiểm soát được chân ga nữa mới đạp xe nhanh đến như thế. Bởi vì cái tốc độ trong chung quanh cái phạm vi của xe điện ngầm này nó chỉ vào khoảng 30 dặm 20 dặm một giờ mà thôi. Với tốc độ nhanh như thế, chiếc xe đã lao lên lề. Vào thời điểm đó, có 3 người đang đi bộ trên lề đường chuẩn bị vào trong nhà ga. Có 2 người đã bị chiếc xe này tông thẳng vào, thưa quý vị. Và sau khi tông 2 người này đã cán lên 2 người, chiếc xe vẫn tiếp tục chạy tới và sau đó va vào cái bức tường của nhà ga. Và đây là hình ảnh cuối cùng mà cảnh sát ghi nhận được. Sau khi va vào bức tường đó thì nó phát nổ và nó cháy. Nhân chứng trên đường cho biết họ nghe một cái tiếng nổ như là quả bom nổ vậy. Và khi nổ xong thì họ thấy lửa chóe lên. Họ sợ quá. Có người đã tìm cách dùng cái bình chữa lửa ở bên trong để mà dập tắt đám lửa. Sau đó khi họ tới thì họ thấy có 2 thi thể nằm ở dưới lườn xe. Và cái thi thể bên trong của xe cảnh sát. Nội vụ của vụ này như thế nào, mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 15 Mỹ Kim, 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán đèn cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Thảo Yên Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến một cái tai nạn kinh hoàng xảy ra ngay tại trước trạm xe điện ngầm ở tại Allegheny của tiểu bang Pennsylvania mang tên là SEPTA. Nhân chứng cho biết họ nghe một tiếng nổ như bom nổ và họ chạy tán loạn hết. Thì sau khi họ thấy lửa và có người chạy ra để chữa cháy, sau đó họ tìm thấy ít nhất là 2 thi thể ở bên ngoài. Đây đã được đặt khăn trắng rồi. Thêm một người đàn ông khác, cảnh sát cho biết là chỉ có tuổi là 53 tuổi thôi, cũng bị đụng bởi vì có 3 người đang đi bộ. May mắn cho người đàn ông là bị đụng vào, ông bị té ngã nằm ở phía bên ngoài này. Sau đó được đưa vào bệnh viện, mới đầu thì trong tình trạng nguy cấp. Nhưng mà bác sĩ sau khi kiểm tra thì thấy rằng ông không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Hiện nay cái tình trạng sức khỏe của ông được xem là ổn định. Thì đó là người thứ tư. Riêng với người tài xế bị cháy chết luôn. Tức là đụng quá mạnh, xe bốc cháy rồi thiêu sống ông ở trong chiếc xe. Tội nghiệp là 2 hành khách đi bộ, một nam một nữ. Không biết có phải là 2 vợ chồng hay không. Cả 2 người đều chết. Nhưng mà nhân chứng nói là một cái cảnh tượng tinh kinh hoàng. Họ thấy có một người đó mất cái đầu luôn. Wow. Xe ủi vào đó và cắt đứt nguyên cái đầu luôn.
rồi một cái xác đó bị kẹt ở dưới lườn xe. Tức là chiếc xe vượt lên lề, cán cuốn hai cái người đó vào trong cái lườn xe, ủi vào, tông thẳng vào bức tường, và đó là lý do đã coi như là cắt đứt mất một cái đầu của một người nạn nhân. Cảnh sát hiện nay đang mở cuộc điều tra để tìm hiểu chiếc xe thuộc về ai, có phải là xe ăn cắp, và chuyện gì đã xảy đến cho người tài xế được xem là một người đàn ông. Và thưa quý vị, vào ngày hôm nay đó thì ở tiểu bang Nebraska sẽ có cuộc bầu cử primary, sơ bộ, bầu cử sơ bộ thưa quý vị, và tất cả mọi sự tập trung đó sẽ chú ý sẽ được tập trung vào ứng viên của đảng Cộng hòa mà đã được ông Trump chính thức endorse là ông Charles Erster. Ông này sẽ ra ứng cử cho chiếc ghế thống đốc tiểu bang Nebraska. Thì cái vấn đề ở đây là trước khi mà ông chính thức có cái chiến dịch tranh cử của mình á, thì không nghe nói gì. Nhưng mà bắt đầu từ tháng trước thì có 6 người và cho đến ngày hôm nay tổng cộng có 8 phụ nữ đã đứng ra tố cáo là họ đã từng bị ông thứ nhất sờ mó khi mà họ không cho phép, hay là trong những cái bữa tiệc ông lợi dụng rờ má, rồi có người còn xém bị ông hôn nữa. Mà nặng nhất là trong đó lại là có một bà thượng nghị sĩ của tiểu bang Nebraska, thưa quý vị, cũng thuộc đảng Cộng hòa chung với ông luôn. Bà là Julie Slama. Thì bà nói rằng trong một cái bữa tiệc vào năm 2019 á, khi mà đang ngồi kế bên, thì tay của ông đã để trên đùi của bà, khi đó bà mặc váy. Và bà nói rằng ông cố tình, thì ông Erster cho đến bây giờ đó, ông hoàn toàn bác bỏ tất cả mọi lời cáo buộc của 8 người phụ nữ này. Và đặc biệt sáng ngày hôm nay ông cho biết là ông đã nộp đơn kiện ngược lại bà thượng nghị sĩ Slama này với cái lý do là bà cố tình hạ bệ uy tín của ông, và cái lời tố cáo đó không có đúng sự thật. Thì theo như những cái cuộc thăm dò của báo chí trong vòng 2 ngày hôm nay đó cho thấy là họ ước lượng sẽ có khoảng chừng 35-40% cử tri của tiểu bang Nebraska sẽ đi bỏ phiếu vào tối hôm nay. Và ông Charles Upster mặc dù là đứng trước các lời cáo buộc, nhưng mà có vẻ như là cái lượng người mà ủng hộ cho ông vẫn còn rất đông. Ông hiện nay đang gần như dẫn đầu ở cái bên đảng Cộng hòa, các ứng viên của đảng Cộng hòa thưa quý vị. Thì bây giờ đó, nhưng mà báo chí họ cũng nhận thấy là bắt đầu có một số cử tri họ nói rằng khi mà ứng viên nào mà được ông Trump mà endorse đó, thì tự dưng cũng có một số người có ác cảm với người đó, cho nên là có thể đảng Cộng hòa cái đường hướng của họ cho tháng 11 này đó là sẽ ủng hộ cho ứng viên nào có cái quan điểm giống như ông Trump trước đây, nghĩa là nghiêm khắc đóng cửa biên giới rồi không có cho di dân bất hợp pháp vào vân vân, nhưng mà đừng có để mà ông Trump endorse, bởi vì cái điều tiếng của ông Trump đó vẫn khiến cho nhiều người họ có thành kiến với ông. Thì phải để qua tối hôm nay xem là ông Upster có chiến thắng đại diện cho đảng Cộng hòa ra tranh cử cho cái chiếc ghế này hay không, để xem thay là cái sức ảnh hưởng của ông Trump ở tiểu bang này nó có còn mạnh không. Ngày hôm qua quý vị đã nghe Thảo Yên tường trình về những cái chết rất là mờ ám hoặc là chưa giải thích được ở tại một khu nghỉ bát 5 sao ở Bahamas, Caribbean, nổi tiếng mang tên là Sandals Emerald Bay ở Caribbean. Cảnh sát sau đó đã tiếp tục cuộc điều tra, họ muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy đến cho gia đình này. Họ là những người đến từ Florida và Tennessee. Trong đó sáng ngày hôm nay thì họ mới cho biết thêm đó, hai nạn nhân đầu tiên là người chồng Michael Phillips 68 tuổi và người vợ bà Robbie Phillips 65 tuổi đến từ Tennessee là hai người chết. Một người thứ ba là Vincent Paul Chiarella 64 tuổi đến từ Florida là người thứ ba chết. Vợ của người thứ ba này, bà Donis 65, chưa chết, được đưa đến bệnh viện từ North Shore tới Miami Candle. Bên phía Bahamas đó, họ có bệnh viện, nhưng mà trong những cái trường hợp như thế này đó là chỉ có bệnh viện ở Miami mới hỗ trợ được thôi, cho nên phải đưa trực thăng máy bay
bay từ Bahamas để về lại Miami. Theo lời của bà Jennifer Guerri, phát ngôn viên của bệnh viện Miami cho biết, con trai của hai người là anh Austin Chiarella nói rằng mẹ của tôi đã thức dậy vào lúc mà bố tôi lại nằm ở trên cái sàn nhà. Mẹ tôi còn sống nhưng bà không có cử động được, nhất là nhìn thấy cái chân và tay của bà sưng tấy lên. Và vì tay chân bị sưng cho nên bà không có di chuyển được. Và vì di chuyển không được, bà sợ quá, bà hét lên để kêu gọi có ai đó đến phòng của bà để cứu bà. Nhờ bà còn sống, mặc dù không di chuyển được, nhưng mà ít nhất bà hét lên để kêu gọi cầu cứu, cho nên có người đã tới khám phá ra kịp thời. Bản tin cho biết thêm, hiện nay cái chết vẫn là bí ẩn. Ngày hôm qua quý vị nghe Thảo Yên tường trình nói rằng là có thể là do cái máy điều hòa không khí, nhưng mà cảnh sát không loại bỏ những trường hợp ăn uống hoặc là bị côn trùng chích hoặc là bị một cái vấn đề gì đó, và xem lại hồ sơ y tế của những người này trong quá khứ, họ có cần uống thuốc hay là họ bị vấn đề về phong thổ gây ảnh hưởng. Và những người này trong quá khứ đã từng đi, chắc chắn là họ là người có tiền cho nên họ mới sống ở cái khu vực mà 5 sao rất là đắt đỏ như thế này. Trong thời gian này thì cảnh sát chỉ cho biết là họ đang cố gắng chữa trị, và sau thời gian nếu mà bà Chiarella tỉnh dậy khỏe lại có thể cho biết thêm các chi tiết. Bác sĩ của khách sạn cho biết là trước đó những người này đã từng than phiền. Bác sĩ đã đến một ngày trước đó, trước khi xảy ra cái vụ mà chết người đó. Bác sĩ đã đến chăm sóc và hỏi han cho thuốc, hoặc là nói rằng trong thời gian nếu như ngày mai mà quý vị còn thấy mệt mỏi hay là có cái chuyện gì đó bất bình thường thì chúng tôi sẽ tiếp tục khám. Cho nên khách sạn Sando hiện nay họ nói họ đã làm những cái tiến trình để bảo đảm được an toàn sức khỏe cho những khách ở bên trong khách sạn rồi. Ngoài ra thì còn có những cái yếu tố khác, thì đây là cái kết quả dạo nghiệm đang được thực hiện. Và trong ngày hôm nay cảnh sát cho biết là họ có thể biết thêm cái bí ẩn đằng sau cái chết của những người này. Lần đầu tiên ở tại Sandos mà chết một lúc tới 3 người như vậy. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau bản quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Busa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 15 Mỹ Kim, 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Jewelry, chuyên bán đèn cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Thảo Yên Hoàng trọng thể trả lại với tất cả quý khán thính giả. Lithuania, một quốc gia nằm trong khối Đông Âu, trước đây cũng nằm trong khối Liên bang Xô Viết, ngày hôm nay tuyên bố Nga là kẻ khủng bố. Và đồng thời nói rằng việc mà Nga xâm lăng Ukraine đã thực hiện một cái tình trạng diệt chủng nhắm vào người Ukraine qua các hành động khủng bố. Chưa hết, đó không phải là lời tuyên bố của ông Tổng thống, Thủ tướng, mà đó là một luật được thông qua, một dự thảo luật, nghị quyết được thông qua ngày hôm nay từ Quốc hội của Lithuania. Trong nghị quyết này, thì bên Quốc hội Lithuania nhìn nhận tình trạng mà Nga thực hiện hành vi xâm lược Ukraine là một cuộc chiến chống lại người Ukraine. Và đây là hành động từ phe chính trị cũng như quân sự của Nga.
thực hiện cái hành vi diệt chủng nhắm vào người Ukraine. Để có được những cái sự hỗ trợ cần thiết cho Ukraine, thì Lithuania và nhiều quốc gia khác họ cũng thường thông qua các nghị quyết lên án các hành vi tấn công vào nước láng giềng và gây bất ổn cho khu vực. Chưa hết, nghị quyết này đã thông qua hầu như tuyệt đối. Và điều này có nghĩa là sẽ trong thời gian tới, Lithuania có được quyền sau khi đã thông qua nghị quyết để hướng tới việc tiếp tục hỗ trợ về quân sự cũng như tài chính cho Ukraine. Đây chỉ là một, theo nhiều nhà phân tích, là một hình thức biểu tượng, nhưng mà rất là quan trọng bởi vì nó sẽ hỗ trợ thêm trong thời gian mà châu Âu, Hoa Kỳ và các quốc gia khác, bao gồm Ba Lan và các quốc gia láng giềng với Ukraine đã hỗ trợ. Và điều này cho thấy có thêm sự đoàn kết của khối Đông Âu cũ trước đây để chống lại hành vi mà họ gọi là xâm lược và ăn hiếp các quốc gia nhỏ bé hơn từ Nga. Và trở về với những phần tin địa phương thì thưa quý vị, cái vụ án mà một người phụ nữ ở tại West Hills thuộc quận Los Angeles giết chết ba đứa con nhỏ của mình đó, thì sáng ngày hôm nay phía cảnh sát cũng như là các đài truyền hình địa phương họ có thêm được một số những thông tin khi mà hỏi những người hàng xóm. Thì ngày 8 tháng 5 lúc 7 giờ rưỡi sáng hôm Chủ nhật đó, cô Angela Flores, 38 tuổi, đã bị bắt bởi vì cảnh sát Los Angeles nhận được cuộc gọi của cái người hàng xóm, mà người hàng xóm này kể là do đứa con trai 16 tuổi của cô Angela đó chạy qua hốt hoảng nhờ gọi 911 là bởi vì bà mẹ đang cầm vũ khí để mà tấn công. Nhưng mà cảnh sát thì không có nói là khi mà họ đến thì họ bắt bà là lúc đó bà đang cầm cái món vũ khí gì. Chỉ biết là ba đứa con nhỏ 8 tuổi, 9 tuổi và 12 tuổi đã chết ở trong nhà. Nhưng mà bây giờ đó cảnh sát không nói là ba đứa nhỏ chết như thế nào. Cảnh sát chỉ nói phải chờ giảo nghiệm tử thi. Và đến ngày hôm qua thì phía cảnh sát xác nhận là đứa con trai 16 tuổi cũng đã bị bắt bởi vì bà này bả khai đó là bả giết ba đứa nhỏ hơn, là có cái sự trợ giúp thông đồng của đứa lớn 16 tuổi này. Và đặc biệt đó, phía hàng xóm cũng là cái người mà gọi cảnh sát thì họ kể là hôm thứ Bảy, nghĩa là buổi tối trước ngày xảy ra chuyện đó, là họ đã gọi cảnh sát một lần rồi, là bởi vì bà này đó, bà ngồi ở ngoài cái trước cửa nhà của bà mà tinh thần rất là giống như là điên loạn, bất ổn. Khi mà hàng xóm đến hỏi han thì bà liên tục bà hỏi là cái quyển kinh thánh của bà đâu, rồi bà nói là gia đình của bà abuse bà v.v. Thì người hàng xóm gọi cảnh sát đến, cảnh sát có đến giống như là welfare check đó thưa quý vị, hỏi han, và hàng xóm nói là chính cái người cảnh sát đó cũng nói là như bà này tinh thần có vấn đề. Nhưng mà tối ngày hôm đó cảnh sát không có làm gì cả, thì chắc không có bắt đưa đi bệnh viện kiểm tra, hay là nhiều khi bây giờ người ta tinh thần hỗn loạn vậy thôi chứ không có đang đánh đập ai thì cũng không có bắt đi được. Nhưng mà chẳng ai ngờ là mới 7 giờ rưỡi sáng hôm sau thì lại xảy ra cái chuyện đó. Hàng xóm kể thêm là cái gia đình của bà Flores này mới dọn về khu này có 3 tháng mà thôi, và cứ lâu lâu là họ nghe bên cái nhà đó xảy ra những cái chuyện cãi vã rất là lớn tiếng, và luôn nghe cái tiếng bà này khóc lóc la hét sùm. Nhưng mà hàng xóm không tin tức, không nói, và hàng xóm cũng không nói là không biết bà này có phải bị chồng đánh đập gì hay không, cũng không nhắc đến. Không thấy chồng, không thấy bạn trai. Thì vậy thì bà bị ai tấn công, hay là tinh thần của bà không lẽ là bà bị đứa con trai nó tấn công hay sao? Thì bây giờ cái chuyện này vẫn còn phải chờ điều tra tiếp nữa thưa quý vị. Tại Los Angeles, tin tức thêm nữa là chuẩn bị vào ngày 1 tháng 6 này, các cư dân ở thành phố Los Angeles, không phải quận, thành phố Los Angeles cần phải giới hạn cái mức nước họ sử dụng 80 gallon mỗi một ngày. Hiện nay chưa biết được cái việc mà, bởi vì chúng ta sẽ biết được trong thời gian tới, trong từ bây giờ đến cuối tháng 5, nhưng mà chỉ còn một vài tuần lễ nữa thôi. Và lệnh thông báo đã được gửi đến các quý vị cư dân, những quý vị nào nhận được thì phải bắt đầu chuẩn bị giới hạn. Một trong những cái giới hạn tốt nhất là quý vị thay cái bồn cầu của mình. Bồn cầu cũ rất là tốn kém nước, thay vào bồn cầu mới, và hạn chế việc mà sử dụng bồn cầu để mà giảm thiểu cái mực nước này sẽ giúp rất nhiều trong cái nỗ lực này.
80 gallon, thực sự thì 80 gallon mỗi một ngày vẫn còn rất là nhiều. Trong khi đó, vấn đề chính trị hiện nay đã được đưa ra thảo luận liên quan đến việc phá thai và chống phá thai. Hai phe Cộng hòa và Dân chủ vô cùng nhạy cảm về vấn đề này. Nhạy cảm ở đây đó là phe bảo thủ bảo vệ cái quyền sống của thai nhi. Phe ủng hộ, tức là pro-choice, thì nói rằng đó là quyền tự do của người phụ nữ, không thể tước quyền tự do này. Họ xem cái việc phá thai là quyền tự do. Mặc dù Đảng Cộng Hòa là ủng hộ quyền tự do cá nhân, nhưng mà chúng ta thấy có sự mâu thuẫn đó. Thí dụ như là sở hữu súng, thì tự do cá nhân được quyền sở hữu súng. Đó là quan điểm của phe bảo thủ Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà vấn đề phá thai lại là vấn đề khác. Quyền tự do đó không phải là tự do, bởi vì lấy mất đi cái quyền tự do của bào thai. Họ nói rằng cái bào thai nó thai nhi đó, nó không có sự lựa chọn, và điều đó vô lý. Người mẹ không được quyền tự do lựa chọn lấy đi cái sự sống của con của họ. Thì đó là cái quan điểm về tôn giáo, về chính trị, sẽ trở thành một cái điểm lớn cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay. Và thứ hai nữa, ngoài cái chuyện mà phá thai, kinh tế lạm phát, thì Đảng Cộng Hòa bây giờ đang gặp khó. Họ nói rằng nếu chúng ta tập trung quá nhiều về vấn đề phá thai đó, thì chúng ta để quên đi cái vấn đề lạm phát và kinh tế là điểm chính yếu để nhắm vào tòa Bạch Ốc trong năm 2024. Mà quan trọng hơn cả đó là cuộc bầu cử giữa kỳ này chúng ta phải lấy lại ưu thế. Không những lấy lại Thượng viện mà lấy luôn cả Hạ viện nữa. Và điều đó sẽ gây ảnh hưởng cho cuộc bầu cử năm 2024. Thì nỗ lực hiện nay của phe Đảng Cộng Hòa, họ nói rằng chúng ta không nên tập trung vào vấn đề phá thai nhiều quá, mà hãy tập trung tấn công tòa Bạch Ốc về vấn đề lạm phát và kinh tế suy thoái trong cuộc bầu cử tháng 11 này. Đảng Dân Chủ thì nhân cơ hội này, khi mà cái vụ rò rỉ ra đó, thì bây giờ họ đang rõ ràng là nhắm vào vấn đề phá thai và thực hiện tiếp tục các cuộc biểu tình trong thời gian tới để làm sao ngăn chặn được việc Tòa Tối Cao Pháp Viện sẽ đưa ra những cái phán quyết thuận lợi hơn nữa cho cái thành phần bảo thủ của các tiểu bang hiện nay. Và thưa quý vị, cảnh sát ở tại Phoenix, Arizona cho biết là họ đang truy nã một người đàn ông vì cái tội là đã xiết cổ chết một người phụ nữ ở trên chuyến xe bus vào hôm thứ Sáu tuần rồi. Thì đây là hình ảnh mà phía cảnh sát Phoenix đưa ra. Joshua Buckley, 26 tuổi thưa quý vị, xiết cổ bà Diane Craig, 41 tuổi trên một chuyến xe bus lúc 8 giờ sáng. Nhưng mà bây giờ đó, phía cảnh sát không cho biết là vì sao mà y ngồi ở trên xe bus xiết cổ người phụ nữ đó mà cái người lái xe bus lại không hay biết gì cả. Chỉ đến khi mà chạy về đến trạm đó thì ông này ông quay lại ông nhìn thì mới thấy là bà nạn nhân nằm chết ở trên cái hàng ghế. Tính cho đến sáng ngày hôm nay, Buckley vẫn chưa có bị bắt, và phía cảnh sát Phoenix đưa ra giải thưởng 10.000 Mỹ Kim cho ai mà giúp bắt được tên này. Và đó là các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mời quý vị vào trong trang nhà lướtđượcsaigontv.com, và nếu vào Facebook và YouTube xin nhớ nhấn nút subscribe quý vị. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.